Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình đi sạc xe, thì bây giờ mình sẽ ra chỗ, chắc là mình sẽ sạc ở Vincom Long Biên. Mình ra đấy xem còn nốt nào để sạc xe không, thì vào cắm tí. Xe của mình thì vẫn còn khoảng tầm 50% cơ. Nhưng mà chắc là mình sẽ ra cắm một tí để chiều mình đi có chút việc. Đấy, mình đi thì chiều mình đi cũng khá là xa nên là chắc sẽ không đủ. Nhưng mà thôi mình ra mình cắm luôn thì nhân tiện đánh giá luôn cho anh em cái nhược điểm của con VF3 này nhá. Nói về ưu điểm của VF3 thì mình đã nói rất là nhiều rồi. Về hôm nay chỉ nói về nhược điểm của VF3 mọi người nhá. Đầu tiên thì mình vẫn phải nói cho các bạn là con VF3 này nó là cái xe mà phân khúc giá rẻ 233 triệu bản thuê pin. Với xe của mình là xe thuê pin mọi người nhá. Mỗi tháng mình phải trả 900.000 tiền thuê pin. Đấy. Thì với cái giá này thì thực sự là mình cũng không thể đòi hỏi thêm được VinFast sẽ trang bị nhiều tính năng hay nhiều công nghệ cho con VF3 này, thì thực sự là với cái giá này thì sẽ không có. Mọi người muốn một con xe mà nhiều tính năng, nhiều công nghệ thì mọi người hãy mua một con xe phân khúc trên một tí, ví dụ như là xe VF5 hoặc VF6 đấy, nhưng mà nó sẽ thuộc cái phân khúc khác mất rồi. Còn con này nó là phân khúc giá rẻ để tiếp cận những cái bạn công sở này, bạn trẻ này, rồi là những bạn mà đi loanh quanh ở trong phố, rồi là mua xe cho vợ con như mình chẳng hạn, hay là mua xe tặng ông bà bố mẹ đấy, kiểu kiểu vậy, thì mua con VF3 này sẽ rất là hợp lý. Tại vì nó rẻ mà mọi người dễ tiếp cận đấy. Thôi vào vấn đề chính luôn, về cái vấn đề trang bị của con VF3 này mọi người nhé. Thì khi mà mình nhận được con VF3 này ấy, thì nó chỉ là cái xe, nói chung là nó nhanh, là chỉ là cái xác không thôi mọi người. Như và những cái chức năng cơ bản cần thiết để mọi người sử dụng hàng ngày thôi. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ mọi người nhá. Sử dụng hàng ngày thì mình vẫn phải cần thêm một số những cái trợ năng để có thể vận hành con xe này nó được tốt nhất. Thì đầu tiên cái mà mình thấy khó chịu nhất với con VF3 đó chính là cái xe này nó không có cam lùi đấy. Với mình thì mình đã lái xe con này được, mình đã lái ô tô được khoảng tầm 10 năm rồi, nhưng mà mọi người thấy ngày xưa các bác tài lái xe không có cam lùi vẫn đồ bình thường, nhưng mà bây giờ không có cam lùi, không có cam lùi nhá, thì sẽ rất là khó chịu, không thể lùi được xe. Lùi thì vẫn lùi được thôi, nhưng mà nó sẽ rất là lâu, và nó sẽ rất là ngập ngừng khi mà lùi xe vào, tại vì là sợ chạm vào xe sau đấy, thì nó cũng rất là khó chịu. Với mình là con trai nhá, và mình sử dụng ô tô rất là nhiều năm rồi mà mình còn thấy nó rất là vướng, rất là khó chịu. Thì với các bạn nữ thì mọi người nên thông cảm là các bạn nữ lái con VF3 này khi lùi vào bãi sạc hay là lùi vào chỗ nào đấy bị chậm thì mọi người nên thông cảm cho họ nhá. Về cái cam lùi của con xe này thì hiện tại là lắp ở bên ngoài sẽ không sử dụng được, tại vì là VinFast đã khóa phần mềm rồi. Mình nghĩ là sắp tới thì khoảng tầm 1-2 tháng tới thì VinFast sẽ cho ra cam của VF3 thôi. Mình nghĩ là VinFast sẽ thâu tóm cái mảng phụ kiện của VF3 đấy, tại vì là cái sản lượng của VF3 rất là lớn nên là không thể để trôi ra ngoài được. Và cái tiếp theo nó cũng rất khó chịu, đó chính là cái phanh này là phanh tái sinh. Thì mọi người đi xe điện thì chắc là cũng thừa biết cái phanh tái sinh nó như thế nào rồi. Thì với các dòng xe khác của VinFast thì phanh tái sinh có thể chỉnh được ở rất là nhiều mức độ để cho mình thuận tiện và mình cảm giác nó êm ái nhất khi mà mình vận hành xe. Còn với con VF3 này thì nó chỉ có một một chế độ thôi, mặc định của hãng, nên là nếu mà mọi người ngồi sau này
hay là khi mà mọi người lùi xe đấy, kết hợp với lại không có cam lùi cộng với cái chân phanh này, nó rất là khó chịu, nó cứ ngập ngừng đấy. Mọi người như kiểu là người khác nhìn vào mình cảm giác như bảo thằng này không biết lái xe rồi, hay là mới lái, hay là nữ lái, hay là như thế nào đấy, tóm lại là rất là gà đấy, kiểu vậy. Thì nếu mà mọi người có xem được video này thì cũng thông cảm cho những anh em mà mới lấy VF3 hoặc là đã lấy VF3 nhưng mà không có cam lùi với lại kết hợp với cái chân phanh này nó khó chịu, nên là nhiều khi lùi nó cũng không được mượt mà cho lắm đấy, và nó cũng lâu. Đấy là cái đầu tiên, cái mà nó gây cho mình cái cảm giác mà khó chịu nhất khi mà vận hành xe. Tiếp theo thì cũng là cái phần sau xe luôn, đó chính là cái cảm biến lùi, hai cái cảm biến ở sau nó hơi chậm mọi người ạ, thực sự là nó hơi bị chậm. Tức là khi mà mình lùi rồi ấy, thì cảm biến nó mới báo đấy, nó chậm hơn một nhịp, một tí thôi, nói chung là một vài tích tắc thôi, nhưng mà tóm lại là nó vẫn chậm đấy, nên là nhiều khi nó cũng gây cho mình cái cảm giác khó chịu. Nói chung là mọi người muốn mượt hơn thì mình nghĩ là mọi người phải trả thêm tiền đi độ ở đâu đấy, hoặc là vào hãng lắp hay là như thế nào đấy, thì sẽ được, hoặc là nâng cấp lên một bản một con xe khác, với một con xe điện khác, với cái phân khúc khác thì nó sẽ mượt mà hơn. Với con này thì mình nghĩ là khoảng 200-300 triệu thì nó đúng là cái xe 200-300 triệu luôn, chứ không hơn mọi người nhá. Về tất cả khung gầm, thân vỏ của con này thì mọi người cũng biết rồi, đằng trước nó là nhựa, đằng sau từ phần cửa về đằng sau thì nó là tôn thép, thì cũng có va chạm rồi, V3 thì cũng có va chạm rồi, thì nói chung là cũng khá là cứng, khá là ok mọi người ạ, không thực sự là nó cũng không mỏng lắm đâu. Còn tiếp theo đó chính là cái vấn đề vận hành của xe. Thì mình đã lái con này với cái vận tốc 100 km và 110 km rồi, trên giờ rồi mọi người nhá. Mình khuyến cáo như này cho mọi người dễ hiểu này, con xe này nó sinh ra là để đi trong đô thị, mọi người không nên ảo tưởng về con VF3 này nhá. Con VF3 này mình thấy mọi người cũng đi đi phượt, đi xuyên Việt, đi cao tốc, đi đèo dốc, đèo núi, ok nó vẫn đáp ứng được, vẫn đi được, nhưng mà nếu mà đi ở với cái vận tốc cao thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nó không như là mọi người lái mấy con xe 300-400 triệu, ví dụ như là Moling hay là mấy con xe xăng đâu, nó đúng như là con xe hơn 200 triệu thôi. Thật sự là khi mà mọi người lái ở tốc độ cao ấy, thì cái vô lăng này mọi người phải cảm nhận, mọi người cầm vào, mọi người cảm nhận với những cái giải vận tốc từ 80 trở lên thì nó mang cho mình một cái cảm giác mà hơi bị nói không an là hơi bị sợ mọi người nhá. Nên là mình khuyến cáo cho mọi người con xe này thực sự đi ở trong phố thì nó rất là ngon, và cái giá của nó thì rất là dễ là tiếp cận rồi, nhưng mà mọi người không được ảo tưởng với con xe này chạy chỉ trên cao tốc. Nếu mà mọi người đi ở cái vận tốc mà khoảng 100 km/h thì mình nghĩ là mọi người phải chạy ở một cái con đường rất là thẳng và không bị gập ghềnh, như kiểu mọi người hay chạy ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ này, hay là kể cả Hà Nội Hải Phòng rất là ngon, nhưng mà nhiều khi đi qua những cái cầu, những cái gờ đấy nó vẫn bay cả xe lên. Đến mình lái lắc A này, lắc SA này rất là lâu năm rồi mà còn đi qua những cái gờ đấy nó còn bay lên, thì con VF3 này thì thực sự là nó sẽ nguy hiểm mọi người nhá. Nó sẽ nguy hiểm đấy, mình nhắc lại cho mọi người không nên ảo tưởng khi mà chạy con này ở tốc độ cao. Con này chỉ dành đi ở trong phố sẽ là ok nhất. Đấy cũng là một số cái mọi người nên lưu ý với con VF3 khi mà mọi người vận hành con xe này. Tiếp theo thì đến cái cũng là cái an toàn của xe, đó chính là cái gương chiếu hậu của VF3 thì nó hơi nhỏ. Thực sự với mình không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà với mình thì nó hơi nhỏ. Khi mà nhìn về sau ấy mọi người, nó hơi nhỏ nên là không thể bao quát được xe ở sau, nên là nhiều khi mọi người cần chuyển làn này hay mọi người rẽ thì bao quát xe sau nó khó hơn đấy, thì nó cũng hơi cấn cho mình một chút thôi, còn nói chung là cũng được, cũng chẳng sao cả.
nhưng mà mình thấy nó hơi nhỏ thôi với mình nhá, còn không biết là mọi người thấy sao. Và nó chỉnh cơ nhất là ở bên phụ này mọi người, khi mà ví dụ mọi người đi ở trong phố rất là dễ bị xe khác họ quẹt vào cái gương này, thì mọi người lại phải dừng lại xong mọi người chỉnh, chứ với đi không tới, với lại nhiều khi phải nhờ nhờ người thân hay nhờ vợ chỉnh hộ ở bên gương phụ đấy, thì nó hơi bất tiện một chút. Còn cái gương này thì mọi người mình thấy anh em có độ được gương điện rồi, và có thêm cả cảnh báo cảnh biết các thứ, nói chung là rơi vào tầm 6 7 triệu một bộ, thì không biết là mọi người có thấy hợp lý không, nhưng mà mọi người thấy hợp lý thì mọi người lắp nhá. Lắp thì nó sẽ an toàn hơn khi mà mình lái xe, và mình thấy cũng khá là đẹp, cũng khá là thời trang, nói chung là cũng được mọi người đấy. Về phần pin của con này thì mình đi mấy hôm nay thì cũng khá là trâu bò mọi người ạ. Với con VF3 này ấy, thì mình cũng đi loanh quanh phố rồi đi khắp, thì với mình nhá, mình đi con này từ đây về quê mình khoảng tầm 35 cây thì đi thoải mái mọi người, đi thoải mái, không sợ hết pin tại vì là rất nhiều trạm sạc. Vừa nãy mình có ghé qua trạm sạc ở Long Biên nhưng mà trạm sạc đang bảo dưỡng nên là không sạc được. Khá là tiếc. Nhưng mà có thể mình đi cái trạm khác cũng được. Nhưng mà thôi, xe của mình vẫn còn gần 50% để chắc là phải để mai sạc cũng được. Mai thì mình có đi đâu xa thì mình sẽ sạc con xe này. Và sạc của nó thì cũng chỉ có tiếng hơn tiếng thôi thì sẽ đầy. Đấy, nói về cái vấn đề mà sạc xe thì với anh em nào mà không chịu được, không có thời gian để bỏ ra khoảng 1 tiếng cho đến hơn 1 tiếng để sạc đầy con xe này để đi thì không nên mua. Đấy, còn với những anh em rảnh rỗi như mình, hay là với những anh em mà mua con xe này là con xe thứ hai, thì thoải mái, đi con xe này rất là thích, kiểu nó vui ấy mọi người. Đi thì hầu như là ai cũng hỏi, ai cũng nhìn. Đấy. Hầu như là dừng ở đâu cũng có người hỏi thật sự luôn, thì nói chung là cũng vui mọi người ạ, vui. Nên là từ khi mình nhận con xe này thì cũng cũng rất là vui khi mà được mọi người tiếp nhận, thì mình cũng chúc mừng VinFast làm được con VF3 này. Với cái đơn đặt hàng nó khủng như vậy thì ở tiền lệ Việt Nam thì chưa có, nói chung là cũng vui. Không biết mọi người thế nào nhưng mình thấy ok. Về tiếp theo thì không gian nội thất ở bên trong xe, thì không gian nội thất ở trong xe thì tất cả này đều bằng nhựa hết mọi người nhá, không có chỗ nào bọc da cả. Và nhưng ở những cái phần tam di cửa này nó còn chưa được bọc nhựa cơ, sẽ có những cái phần này, những cái phần bên này nó làm bằng còn không được bọc nhựa, bằng tôn luôn đấy, bằng thép luôn. Thế là nhiều khi mà có trẻ em thì cũng nên lưu ý một chút, khi mà các bạn trẻ thì các bạn rất là nghịch đấy, nó có thể ví dụ mình phanh gấp chẳng hạn, phanh con này thì nó sẽ rất là gấp đấy, nó không được mượt mà nên là có thể đập vào thì cũng khá là đau đấy, nên là mọi người cần lưu ý nhá. Thì tiếp theo đến cái phần ghế, đây là ghế của VF3, cái ghế này là ghế vải chứ không phải là nỉ mọi người nhá. Ngồi thì nó cũng khá là bí. Nhưng mà với mình thì bây giờ mình đang ở Hà Nội, thì Hà Nội đang vào thu thì mình sẽ đi cái bộ ghế này đến hết mùa đông, đến khoảng tầm tháng 3 năm sau thì mình mới bọc da. Bây giờ thì hãng cũng có bọc da rồi. Chắc là mình, nếu mà mọi người muốn custom nhiều thì mọi người ra bên ngoài, còn mình thì đơn sơ thôi. Cái tính của mình thì mình thích một cái gì này nó đơn giản nên là mình sẽ vào hãng mình bọc, và mình sẽ bọc những cái màu đơn giản nhất chứ không có hồng hay là phối nhiều màu hay là như thế nào đấy. Cái đấy thì anh em nào thích nhiều màu thì anh em phối vào thôi, còn như mình thì mình chắc là mình chỉ làm những cái màu cơ bản thôi, thì khi mà lên xe nó đỡ bị ngợp mọi người. Nhiều xe làm màu hồng này rồi là phối màu cam này, làm rất nhiều màu lên xe thì nó rất là khó chịu đấy. Lưu ý với mọi người, ghế này là ghế vải mọi người nhá, chứ không phải là ghế nỉ đâu, nên là nhiều khi ngồi hơi bí thật, hơi bí một chút. Và mình đang ngồi bên lái thì với mình nhá, mình ngồi cái ghế lái này nó hơi hơi thấp, mình cao 1m67, mình ngồi cái ghế lái này vẫn hơi thấp, cái ghế này không có bơm nên là nói chung là mình ngồi thì vẫn được đây mọi người,
vẫn được, vẫn lái bình thường thôi, vẫn bao quát bình thường. Nhưng mà với chị em phụ nữ đi ấy, thì chị em phụ nữ Việt Nam thì đa phần là từ 1m55 cho đến 1m6 thì mình nghĩ là sẽ hơi thấp, phải kê thêm ghế, kê thêm gối hoặc là độ thêm một cái bơm điện mọi người nhá. Đấy, cũng nói về ghế luôn thì cái bên phụ này, khi mọi người ra vào ghế để cho ví dụ đón con chẳng hạn đi về hàng ghế hai ngồi thì nó hơi bất tiện một chút, hơi mệt, nói chung là hơi mệt. Mình thì mình cũng đã đón con rất là nhiều, đón con mấy hôm nay rồi thì mỗi lần mà dê ghế ra vào thì nó cũng hơi bất tiện. Mình thấy anh em có bảo là lắp ghế điện nó hơi chậm. Công nhận thì ghế điện thì nó mọi người đẩy ra để vào nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó đỡ phải mệt mọi người ạ. Để ghế điện thì vẫn ok hơn, khi mọi người bấm thì nó tự ra đấy, gọi bấm nó tự cụ vào, nó hơi chậm nhưng mà đỡ mệt đấy. Nhiều khi vội ấy, mọi người vội thì kéo vắt ra luôn thì nó nhanh hơn đấy. Đấy là đối với những anh em mà gấp, còn với mình thì độ cái ghế điện bên này còn quan trọng hơn là cái ghế điện bên người lái mọi người nhé. Cái ghế điện bên phụ mình cảm giác nó quan trọng hơn cái ghế điện ở bên người lái. Đấy, bên người lái thì với mình thì mình cũng dễ tính và mình cũng thoải mái rồi, nên là mình nghĩ là cái ghế điện này ok, cái ghế này ok rồi. Nó hơi thấp một chút thôi nhưng mà mình thấy lái vẫn bao quát vẫn được, vẫn bình thường, không sao không cả. Tiếp theo, đến cái vấn đề tiếp theo thì mình vẫn nhắc đến cái vận hành của xe, đó chính là cái treo của VF3 mọi người nhé. Cái treo của VF3 đó là cầu cứng, nên là mọi người đi qua gờ giảm tốc hay là đi qua những cái chỗ mà gờ của cầu ấy mọi người thì nó sẽ rất là sóc đấy, nó bay cả người lên. Mình cũng có nói với mọi người trước đây mấy video mình cũng có nói với mọi người rồi, nó rất là sóc. Cái này thì mình nghĩ là một vài tháng tới mọi người có thể khắc phục được với những cái đồ độ khi mà anh em gara sẽ nhập về đấy, những cái phuộc rồi những cái bát cao su các thứ để trợ thêm vào cái giảm sóc này để cho nó được êm ái hơn, nó mềm hơn đấy. Chứ còn cái treo này của VinFast VF3 nhá, nó cực kỳ là sóc mọi người ạ, nó nảy lắm, nó cứng, nó khó chịu lắm. Nhưng mà đấy là mình nói về nhược điểm thôi, mình đang ý tưởng so với những cái xe khác. Nhưng mà với cái giá này thì mình nghĩ là không hơn được đâu. Mọi người muốn êm ái hơn, mọi người muốn đèn sáng hơn, mọi người muốn nhiều công nghệ hơn thì mọi người chọn một cái xe phân khúc khác và mọi người phải trả một cái giá tiền nó cao hơn. Đấy, không thể đòi hỏi thêm được. Mình nghĩ con VF3 này nó 233 triệu với bản thuê pin và 300 bao nhiêu nhỉ? 330 hay 300 bao nhiêu đấy, mình không nhớ chính xác, thì nó đúng chuẩn là một con xe 200-300 triệu đấy. Nhưng mà nó được cái thiết kế đẹp mọi người, được cái thiết kế đẹp là vui rồi đấy. Nhưng mà thực sự là treo nó cứng nhá mọi người nhá. Khi mà mình có ngồi hàng ghế hai rồi, ngồi hàng ghế hai thì mình không ngồi được. Cái hàng ghế hai này chỉ dành cho trẻ em thôi, cho mình thì hay cho bọn trẻ con thì mình ngồi ở đằng sau. Thì trẻ con thì nó chẳng say xe bao giờ cả, nhưng mà để mà mình ngồi là mình sẽ bị say xe luôn. Đấy, đây mình đang qua cái gờ giảm tốc. Đấy, mọi người có thể thấy nó rất là sóc, mình đi chậm nhá, rất là chậm rồi. Nó sóc, mình không dám đi nhanh, tại vì mình đang để cái camera của mình ở trước. Cái cam của mình nó có gimbal nên là mình sợ đi nhanh nó sẽ bị hỏng cái trục gimbal, nên là mình đi rất là chậm, nhưng mà rất là chậm rồi nó vẫn rất là cứng, nó nảy lắm. Đấy 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 mọi người, nó không ngoan là nó như xe tải luôn mọi người nhá, như là mọi người ngồi con xe 5 tạ luôn. Mọi người ngồi con xe 5 tạ như thế nào thì con này nó y hệt như thế luôn đấy. Tại vì là nhà cậu mình thì cũng có con xe 5 tạ, mình cũng ngồi rồi đấy, nói chung là nó y hệt như thế. Và cái phần cốp sau nhá, mình thấy nó cũng rất là giống đấy, rất là giống luôn. Nói chung là cái phần đuôi của VF3 thì mình không thích lắm, tại vì mình thấy nó cũng không đẹp lắm nên là mình không thích. Nhưng mà về tổng thể thiết kế con VF3 này thì mình thấy ok, mình thấy đẹp, nói chung là đẹp mọi người ạ. Đấy cũng là một số những cái nhược điểm cơ bản của VF3 và những cái mình khuyên mọi người đừng nên ảo tưởng về con VF3 này nhá. Mình nên mua con VF3 này để đúng cái nhu cầu, đúng cái
phân khúc và đúng cái giá tiền để mình sử dụng hàng ngày để nó được tối ưu và nó được được an toàn nhất cho mình. Đấy. Đấy cũng là một số cái lời khuyên cho mình, cho mọi người, và những cái nhược điểm cơ bản của VF3. Còn con này thì về những cái phần mềm hay là những cái chức năng thì hầu như nó là cơ bản hết rồi, nên là nó không có lỗi đâu mọi người. Mình nghĩ là chẳng lỗi gì cả. Đấy, chỉ có sạc vào cắm điện và đi thôi, không có lỗi gì đâu. Nên là mọi người yên tâm về mua con VF3 này, để mọi người đi thì nó thoải mái, không cần phải đắn đo xem là xe này bị lỗi như VF9 hay là nó lỗi này lỗi kia. Đấy, thực sự là nó cơ bản nên nó không có lỗi gì cả. Thế thôi. Đấy cũng là một số cái lời khuyên của mình dành cho mọi người khi mà mua con VF3 này. Mọi người nhớ giúp mình nhá, không nên ảo tưởng con này chạy ở trên cao tốc với cái vận tốc quá là lớn. Cái hệ thống lái rồi là mọi thứ của con này nó chỉ ở một cái mức cơ bản thôi mọi người, nên là nó không có chức năng nhiều gì đâu, nên là mọi người đừng có ảo tưởng nhá. Chỉ nên đi ở trong phố thôi thì nó sẽ an toàn và sẽ tốt nhất, và nó sẽ mang cho mình một cái trải nghiệm mà nó vui vẻ, nó phấn khích, nó thích nhất thì mình mới yêu xe được. Nên là mọi người nhớ là phải mua xe đúng với cái nhu cầu nha, đừng nên kiểu test tiếc test dùng quá là nhiều. Nhiều khi mọi người đi lên cao tốc, cái tay lái này này nó rất là nhẹ, nó đúng như là một chiếc xe cơ bản luôn. Nó không được như là ví dụ mọi người lái xe xăng, ví dụ như Fadin hay là Molinonic, đấy là một cái phân khúc xe khác rồi, mọi người không thể so sánh được nhá. Đấy đấy cũng là cái lời khuyên của mình dành cho mọi người. Video ở đây cũng khá là dài rồi, thì hẹn ở mọi người những cái video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá, nhớ là phải đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo. Những cái video tiếp theo mình sẽ test thêm một số chức năng về VF3 nữa, và một số những cái trải nghiệm thêm về con VF3 này của mình rồi. À quên, VF3 của vợ đấy. Rồi bye bye mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo. Bye bye, nhớ là phải đăng ký kênh nhá. Bye bye.